bay tới đây làm cái gì? À, hôm nay tụi tôi tới đây để kiếm tiền chứ không phải kiếm chuyện. Kiếm gì? Kiếm gai. Mày khỏe chứ hả? Tao nói mày bao nhiêu lần, sao mày không chung tiền bảo kê cho tao hả? Quán tao mấy mà lấy đâu 20 triệu đưa cho mày? Sao mày không nói với tao sớm để tao dẹp quán? Mày tưởng mày là kẻm gai của ngày xưa hả? Mày biết ngày xưa tao thích nhất cái gì ở mày không? Cái hình xăm này nè. Cho tao bự hình xăm. Kiếm gai!